Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2019, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc gồm có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 55, 50, 40, 30 năm tuổi đảng đợt 2 tháng 9. Châu Đốc rộng ràng thị trường phục vụ Tết Trung Thu 2019. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Châu Đốc luôn sáng tạo, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, điều hành, từng bước khắc phục những khó khăn, tập trung phát triển Châu Đốc trên tất cả các lĩnh vực, xem nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thành phố đã đạt nhiều thành tựu nổi bật như cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ thương mại du lịch. Châu Đốc xác định thế mạnh phát triển du lịch tâm linh gắn với lễ hội Giá Bà Chúa Xứ Núi Sam, được nâng cấp lễ hội quốc gia vào năm 2001 và được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2015, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, mua sắm tạo điều kiện cho các ngành nghề dịch vụ thành phố phát triển. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư trên 250 dự án với tổng kinh phí trên 18.000 tỷ đồng, đã xây dựng được nhiều công trình lớn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hạ tầng giao thông phát triển, 100% đường đô thị, nông thôn được nhựa hóa, 100% hộ dân sử dụng điện nước sạch, 100% tuyến đường hẻm toàn thành phố có điện chiếu sáng công cộng, có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, 100% diện tích đất sản xuất lúa thực hiện cơ giới hóa từ khâu làm đất dẫn chuyển bơm tưới tiêu thu hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nhiều chuyển biến tích cực. Trường học các cấp được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, có 29 trên 35 trường đạt chuẩn quốc gia để mạnh đầu tư cơ sở vật chất, các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiếp tục đi vào nề nếp và đạt được những kết quả tích cực. Các cấp quỹ đảng, chính quyền, cơ quan, Đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55 50, 40, 30 năm tuổi đảng đợt 2 tháng 9 đến dự có đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Châu Đốc có 20 đảng viên được trao tặng quy hiệu đảng, trong đó có 3 đồng chí được trao tặng quy hiệu 55 tuổi đảng, một đồng chí được trao tặng quy hiệu 50 tuổi đảng, 4 đồng chí được trao tặng 40 tuổi đảng và 11 đồng chí được trao tặng 30 tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Long Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã chúc mừng các đồng chí đảng viên được tặng quy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 này và mong rằng các đảng viên tiếp tục nêu gương sáng, giữ gìn phát quy bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tết Trung Thu đang đến gần tại thành phố Châu Đốc, đặc biệt là trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Thoại, Lê Lợi, Thủ Khoa Nghĩa, siêu thị, các cửa hàng đã bày bán rất nhiều loại bánh với rất nhiều các thương hiệu như Lan, BBK, Kinh Đô, Đồng Khánh. Với xu hướng của người tiêu dùng ngày càng cao và kén chọn thực phẩm sạch, nên năm nay theo đánh giá chung là sử dụng nguyên liệu tự nhiên ít phẩm màu công nghiệp, giảm đường, ít béo như các loại bánh nướng, nhân thập cẩm, gà quay, lạp xưởng, dăm bông, bánh dẻo. Giá bánh tăng nhẹ từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng tùy theo loại bánh. Bánh dẻo có giá khoảng từ 65.000 đồng đến 80.000 đồng trên một cái. Bánh trung thu có trứng thì từ 52.000 đến 170.000 đồng một cái tùy trọng lượng. Mỗi hộp bánh dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng. Với những sản phẩm sang trọng thì giá cao hơn, có thể đến 1 triệu đồng trên một hộp. Dự báo cận ngày trung thu, sức mua sẽ sôi động và tăng mạnh. Theo một chủ cửa hàng kinh doanh bánh và lồng đèn trung thu ở đường Lê Lợi, hiện nay khách hàng chủ yếu là tham khảo, dọ giá nhiều, sức mua chưa có gì là sôi động. Dự kiến trong khoảng từ 1 đến 2 tuần nữa, lượng khách đến tham quan mua sắm sẽ rất đông vì gia đình có kinh nghiệm trong việc kinh doanh mặt hàng này từ dài năm nay. Bên cạnh thị trường sôi động của bánh trung thu thì những chiếc lồng đèn, đồ chơi trẻ em cũng đã rực rỡ sắc màu trung thu và cũng sôi động không kém. Các loại lồng đèn cũng rất đa dạng, giá dao động từ 30.000 đến 200.000 đồng trên một chiếc và các sản phẩm được trẻ con lựa chọn nhiều chính là các lồng đèn có nhạc, có pin, có hình các nhân vật yêu thích trong phim hoạt hình như công chúa Elsa, Minion, Doraemon hoặc các con thú khác ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố châu đốc cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm kiểm soát thị trường bánh trung thu an toàn vì bánh trung thu là mặt hàng sản xuất theo thời vụ và không thể tránh khỏi các cơ sở kinh doanh lợi dụng tuồn các sản phẩm kém chất lượng Bên cạnh đó, hãy là người tiêu dùng thông minh khi chọn mua các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu rõ ràng, uy tín nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm mình chọn mua để có mùa Trung thu an toàn, vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác do phóng viên đài chúng tôi ghi nhận được. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Quỹ ban mặt trận thành phố Châu Đốc tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Huệ, khóm Châu Long Ba, phường Châu Phú B với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Trong đó, câu lạc bộ nữ doanh nghiệp thành phố Châu Đốc hỗ trợ 35 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ cho các hộ nghèo có nhà ở ổn định lâu dài, yên tâm lao động sản xuất, từng bước dương lên thoát nghèo bền vững. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hội viên hội cựu chiến binh phường Núi Sam. Căn nhà được bàn giao cho ông Dương Văn Quá, khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam với tổng số tiền là 65 triệu đồng. Trong đó, chùa Tây An hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp thêm. Qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, các cơ sở thờ tự đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, có được chỗ ở ổn định yên tâm lao động sản xuất Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A tổ chức trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Châu Phú A. Đến tham dự có ông Huỳnh Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Châu Phú A. Dịp này, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A đã trao tặng ba căn nhà đại đoàn kết và nhà tình thương cho bà Huỳnh Thị Úc, ông Nguyễn Văn Giang cùng ngụ tổ 18 khóm Dịch Chánh phường Châu Phú A và bà Đặng Thị Úc nhỏ ngụ tổ năm khóm Dịch Chánh phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc với tổng kinh phí 3 căn nhà là 130 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Lâm Đồng. Ban vận động quỹ vì người nghèo phường Châu Phú A, Bồ đề đạo tràng, hội tương tế người qua, ban bảo quản quan đế miếu và cửa hàng xe đạp Vinh Hưng Bên cạnh đó, các mạnh thường quân còn tặng một chiếc xe đạp cùng những phần quà thiết thực cho các hộ gia đình, trong đó có hai hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Châu Đốc giai đoạn 2016-2020. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân đến với các đối tượng gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Phú A, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng xã hội, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, sẽ có thêm động lực phấn đấu lao động sản xuất, từng bước dương lên thoát nghèo bền vững và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được bàn giao cho ông Phạm Hồng Đình Thụy, ngụ số 43 trên 28, đường Thủ Khoa Nghĩa, khóm 1, phường Châu Phú A, với tổng kinh phí xây dựng là 132 triệu đồng, trong đó ban vận động Quỹ với người nghèo thành phố Châu Đốc hỗ trợ 35 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo, tạo điều kiện để các hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B tổ chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã bàn giao nhà máy ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, ngụ khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Trong đó, Chùa Tây An hỗ trợ 35 triệu đồng, còn lại gia đình tự đóng góp. Đây là món quà hết sức ý nghĩa giúp cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có được căn nhà, yên tâm lao động sản xuất, từng bước dương lên trong cuộc sống. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Hội khuyến học phường Vĩnh Quân tổ chức trao quà tiếp bước đến trường năm học 2019-2020 cho các em học sinh nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Thời gian qua, Hội khuyến học phường Vĩnh Quân đã vận động trong cán bộ đảng viên, ban ngành đoàn thể và các mạnh thường quân tổ chức trao nhiều suất học bổng, phần quà cho các em học sinh nghèo khó khăn trên địa bàn phường nhằm động viên cho các em phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan trò giỏi. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân tổ chức lễ phát động tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục và hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2019-2020 theo kế hoạch phường dĩnh quân sẽ tập trung thực hiện tốt tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ như việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất đẩy mạnh tuyên truyền cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường các giải pháp dẫn động học sinh ra lớp hạn chế tình trạng bỏ học các ngành đoàn thể phối hợp với các trường dẫn động trẻ em trong độ tuổi đến trường huy động nguồn lực xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học, hỗ trợ học sinh nghèo khó khăn tiếp bước đến trường, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, góp phần thực hiện có hiệu quả tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Công an Phường Vĩnh Mỹ tổ chức hợp mặt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đã phát huy được vai trò nồng cốt của lực lượng công an phường. Thực hiện tốt các kế hoạch, nghị quyết liên tịch, trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ đã xuất hiện nhiều mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả như mô hình tự quản về trật tự giao thông, trật tự đô thị, tổ xe Honda đầu phòng chống tội phạm có 28 thành viên, Tổ phòng chống tội phạm liên khớm có chính thành viên và hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, tiếng loa lưu động, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ý thức phòng chống tội phạm, xuất hiện nhiều gương điển hình tham gia truy bắt tội phạm, đặc biệt trong các vụ án mà lực lượng công an phường đấu tranh làm rõ đều có sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân báo tin kịp thời. Buổi họp mặt cũng đã biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Đến thời điểm này, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đó là kết quả đến từ sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương, sự nỗ lực của các ngành và thành quả từ tinh thần phấn đấu dương lên của người dân. Theo đó, sự kiện thành phố Châu Đốc đón nhận bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của chính phủ và đón nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là niềm vinh dự cũng là niềm tự hào, nhưng đó cũng chính là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, phải thực hiện thường xuyên liên tục hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững việc củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí phát triển nông thôn mới, phải gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ chính quyền thành phố tập trung thực hiện. Trong thời gian tới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc quyết tâm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ mọi mặt của Trung ương và của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho châu đốc hoàn thiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ở mức độ cao hơn phấn đấu là đơn vị cấp quyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương nhanh và bền vững trong năm học 2019-2020 này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc đang triển khai cho các trường trên địa bàn thành phố thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo kế hoạch số 820 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và kế hoạch số 02 của Sở Giáo dục Đào tạo. Đề án được thực hiện với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên học sinh gia đình và cộng đồng về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử trong trường học, về mục đích ý nghĩa, biện pháp trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, về thái độ, hành vi, ngôn ngữ chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ nhân viên trong trường học song song đó là xây dựng các tài liệu giáo dục tuyên truyền về văn hóa học đường ứng xử văn hóa dành cho cán bộ nhà giáo nhân viên người học trong các cơ sở giáo dục ngoài ra đề án còn tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta nêu gương cán bộ quản lý nhà giáo nhân viên và người đứng đầu trong nhà trường trong việc xây dựng văn hóa ứng xử các cá nhân điển hình mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt